Xin chào mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ test thử cái máy tuốt lúa mini. Nặng nguyên khung của nó là trước là 48 cân, giờ của nó là 45 cân. Đó, bỏ cái hai thanh gỗ đi thì là còn 45 cân để cho vận chuyển nó dễ. Về mọi người mình cho cái gỗ vào sau nhé. Và đây là mình sẽ test cái động cơ dầu. Động cơ xăng thì trước có clip rồi, giờ mình sẽ test cái động cơ dầu nhé. Động cơ dầu của nó là 170, rất là khỏe. Động cơ dầu thì nó bền hơn, nó tiết kiệm nhiên liệu, nó khỏe hơn. Đó. Giờ mình giới thiệu chi tiết này. Và cái này nó thay đổi thiết kế một chút là cái sàng của nó sẽ mau hơn. Thông thường ngày trước nữa là nó hay bị cái rơm nó rụng xuống. Đấy, giờ mình giới thiệu chi tiết luôn này. Đấy, giờ mình sẽ so sánh cho mọi người thấy luôn cái hai cái điểm khác biệt giữa hai cái mẫu máy 2020 và 2021 nhé. Đấy, cái mẫu 2020 thì cái đầu tiên là cái quạt gió nó bé hơn này, quạt để thổi thóc lép ấy và các tạp chất ấy. Đây quạt kia bầu nó to hơn. Đây mình sẽ lấy cái là mình đo thẳng trực tiếp luôn. Đây giờ mình sẽ đo cái đường kính của con mẫu cũ rồi nhá. Đường kính của cái đây đường kính quạt của nó là chưa được 20 phân nhá. Mình sang đo cái mẫu mới này. Đây, đường kính quạt của nó này. Quạt gió của nó là 22 phân. Nó to hơn. Đường kính này của nó chỉ được tầm 18 phân thôi mọi người nhé. Đây đo bên này cho dễ. Đây đường kính quạt của nó chỉ được tầm 18 phân thôi. Chưa được 18 phân, 17 phân. Đó. Và cái thứ hai nữa, nó cải tiến này. Cái sàng này của nó rất là thưa, sàng này của nó 10 x 14. Nên là cái thóc nó xuống nó sẽ rơi cả rụng cả cái các tập cả cái cọng lúa xuống dưới. Đó. Đây cái sàng này của nó này. Sàng này là 10 x 10 nên thóc rất là sạch. Tí mình sẽ test thử luôn cho mọi người nhá. Mọi người liên hệ mình bên mình là 0971588456 số vàng Tuyên Quang. Đó. Liên hệ 0971588456 nhá. Và cái mẫu cũ này mọi người lưu ý nhá. Mọi người muốn nó sàng nó dày lại ấy, thì mọi người lấy cái thanh thép 2 ly. Đấy, xong hàn táp thêm vào từng cái cạnh này này. Đấy, hàn táp thêm từng vào từng cái cạnh này giúp mình nhá. 2 ly thôi nhá, cái này mình đang để gọi là để demo thôi. Để hướng dẫn thôi, mọi người thôi. Đấy. Thép 2 ly để mọi người táp vào như này. Cái chiều này nó rộng hơn này, mọi người táp xuống dưới nhá. Lấy thanh thép 2 ly mọi người táp vào cái cạnh của cái thanh này này. Đấy. Thì là sẽ là ok luôn. Đi làm ga to lên cho mình một chút. Đấy, mọi người lấy một thanh thép 2 ly mọi người hàn ở cạnh cái thanh này này. Những cái thanh này, thanh này. Thanh này, thanh này. Đấy, tật mọi người hàn cho nó dày cái lỗ về lại này. Đấy, cái lỗ này nó đẩy ra ngoài này. Là ok nhá. Đấy như cái này này. Sàng này nó dày hơn này. Giới thiệu mọi người đây là máy tuốt lúa mini đến Châu Vàng Tuyên Quang nhá. Số điện thoại liên hệ 0971588456. Bên mình có cái mẫu máy tuốt cải tiến mẫu model 2020 cải tiến vào thành mẫu model 2021 nhá. Là cái quạt gió này nó to hơn này. Cái sàng nó dày hơn. Sàng của nó dày hơn nên là thóc ra rất là sạch đây mọi người nhá.
đường rất sạch, khẳng định luôn mẫu này đã cải tiến. Cái mẫu ngày trước thì nó hơi bị thóc ra, nó không được sạch lắm, nhưng mẫu này làm cái thiết kế lại cái sàng và cái quạt gió nên nó rất là sạch. Được không? Đẹp không? Đẹp sạch. Quá đẹp nhờ. Quá đẹp đạt 10 hạt như 10 luôn. Cái thóc lép bên nãy chị xem có nhiều, có hạt nào mẩy không? Không, có mẩy luôn. Có thóc lép luôn. Ra sạch hết. Đây, 3 bao được. Cửa gió ra thì nó thóc nó không bắn ra theo rơm mọi người nhé.